Lúc này, Van Zan đã vạch ra một kế hoạch chiến đấu và động viên Quinn và Jensen nếu họ thành công tương lai của loài người sẽ có hy vọng. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng gầm của rồng đực. Ba người nhanh chóng theo kế hoạch hành động. Van Zan leo lên đỉnh tháp gần đó và để Jensen thu hút sự chú ý của rồng đực bằng cách chạy thật nhanh ra khỏi nơi trú ẩn. Con rồng đực cũng từ giữa không trung lao xuống, nhưng khi rồng đực sắp phun ra lửa, Van Zan nhanh chóng bắn thẳng thuốc nổ vào mồm con rồng lửa đực để kết liễu nó. Con rồng lửa bị tấn công đau đớn bay lảo đảo trên không trung, nhưng con rồng đang tức giận quay lại lao về phía Van Zan. Anh ấy nhảy lên không trung cầm dìu lao về phía con rồng quyết sống chết lần cuối cùng. Với sự hy sinh của Van Zan, Jensen chỉ có thể cùng Quinn chạy trốn. Và khi cô ấy biết rằng nỏ thuốc súng của Quinn đã bị mất lúc chạy trốn, cô ấy là một phi công, chỉ cần nhìn lướt qua, cô ấy đã chỉ ra chỗ Quinn đến để lấy súng. Quinn đang nạp đạn để tấn công con rồng đang đến, và anh đang cố hết sức kéo nỏ. Lúc này, con rồng đang lùng sục tìm hai người. Vì vậy, để có thời gian cho Quinn, Jensen liền xuất hiện để dụ con rồng được đuổi theo. Lúc này nỏ của Quinn đã sẵn sàng và ngay lập tức tiến đến trước con rồng đực. Con rồng quay. Lúc này, Van Zan đã vạch ra một kế hoạch chiến đấu và động viên Quinn và Jensen nếu họ thành công tương lai của loài người sẽ có hy vọng. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng gầm của rồng đực. Ba người nhanh chóng theo kế hoạch hành động. Van Zan leo lên đỉnh tháp gần đó và để Jensen thu hút sự chú ý của rồng đực bằng cách chạy thật nhanh ra khỏi nơi trú ẩn. Con rồng đực cũng từ giữa không trung lao xuống, nhưng khi rồng đực sắp phun ra lửa, Van Zan nhanh chóng bắn thẳng thuốc nổ vào mồm con rồng lửa đực để kết liễu nó. Con rồng lửa bị tấn công đau đớn bay lảo đảo trên không trung, nhưng con rồng đang tức giận quay lại lao về phía Van Zan. Anh ấy nhảy lên không trung cầm dìu lao về phía con rồng quyết sống chết lần cuối cùng. Với sự hy sinh của Van Zan, Jensen chỉ có thể cùng Quinn chạy trốn. Và khi cô ấy biết rằng nỏ thuốc súng của Quinn đã bị mất lúc chạy trốn, cô ấy là một phi công, chỉ cần nhìn lướt qua, cô ấy đã chỉ ra chỗ Quinn đến để lấy súng. Quinn đang nạp đạn để tấn công con rồng đang đến, và anh đang cố hết sức kéo nỏ. Lúc này, con rồng đang lùng sục tìm hai người. Vì vậy, để có thời gian cho Quinn, Jensen liền xuất hiện để dụ con rồng được đuổi theo. Lúc này nỏ của Quinn đã sẵn sàng và ngay lập tức tiến đến trước con rồng đực. Con rồng quay. Lúc này, Van Zan đã vạch ra một kế hoạch chiến đấu và động viên Quinn và Jensen nếu họ thành công tương lai của loài người sẽ có hy vọng. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng gầm của rồng đực. Ba người nhanh chóng theo kế hoạch hành động. Van Zan leo lên đỉnh tháp gần đó và để Jensen thu hút sự chú ý của rồng đực bằng cách chạy thật nhanh ra khỏi nơi trú ẩn. Con rồng đực cũng từ giữa không trung lao xuống, nhưng khi rồng đực sắp phun ra lửa, Van Zan nhanh chóng bắn thẳng thuốc nổ vào mồm con rồng lửa đực để kết liễu nó. Con rồng lửa bị tấn công đau đớn bay lảo đảo trên không trung, nhưng con rồng đang tức giận quay lại lao về phía Van Zan. Anh ấy nhảy lên không trung cầm dìu lao về phía con rồng quyết sống chết lần cuối cùng. Với sự hy sinh của Van Zan, Jensen chỉ có thể cùng Quinn chạy trốn. Và khi cô ấy biết rằng nỏ thuốc súng của Quinn đã bị mất lúc chạy trốn, cô ấy là một phi công, chỉ cần nhìn lướt qua, cô ấy đã chỉ ra chỗ Quinn đến để lấy súng. Quinn đang nạp đạn để tấn công con rồng đang đến, và anh đang cố hết sức kéo nỏ. Lúc này, con rồng đang lùng sục tìm hai người. Vì vậy, để có thời gian cho Quinn, Jensen liền xuất hiện để dụ con rồng được đuổi theo. Lúc này nỏ của Quinn đã sẵn sàng và ngay lập tức tiến đến trước con rồng đực. Con rồng quay. Lúc này, Van Zan đã vạch ra một kế hoạch chiến đấu và động viên Quinn và Jensen nếu họ thành công tương lai của loài người sẽ có hy vọng. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng gầm của rồng đực. Ba người nhanh chóng theo kế hoạch hành động. Van Zan leo lên đỉnh tháp gần đó và để Jensen thu hút sự chú ý của rồng đực bằng cách chạy thật nhanh ra khỏi nơi trú ẩn. Con rồng đực cũng từ giữa không trung lao xuống, nhưng khi rồng đực sắp phun ra lửa, Van Zan nhanh chóng bắn thẳng thuốc nổ vào mồm con rồng lửa đực để kết liễu nó. Con rồng lửa bị tấn công đau đớn bay lảo đảo trên không trung, nhưng con rồng đang tức giận quay lại lao về phía Van Zan. Anh ấy nhảy lên không trung cầm dìu lao về phía con rồng quyết sống chết lần cuối cùng. Với sự hy sinh của Van Zan, Jensen chỉ có thể cùng Quinn chạy trốn. Và khi cô ấy biết rằng nỏ thuốc súng của Quinn đã bị mất lúc chạy trốn, cô ấy là một phi công, chỉ cần nhìn lướt qua, cô ấy đã chỉ ra chỗ Quinn đến để lấy súng. Quinn đang nạp đạn để tấn công con rồng đang đến, và anh đang cố hết sức kéo nỏ. Lúc này, con rồng đang lùng sục tìm hai người. Vì vậy, để có thời gian cho Quinn, Jensen liền xuất hiện để dụ con rồng được đuổi theo. Lúc này nỏ của Quinn đã sẵn sàng và ngay lập tức tiến đến trước con rồng đực. Con rồng quay.